Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chào cô chú anh chị và các bạn. Nhớ hơn 2 năm trước đi Mũi Né Phan Thiết. Thì sau khi đi ngay chỗ cái bãi đá nhiều màu á. Thì bằng bãi đá 7 màu hay gì quên rồi. Rồi cái lên cổ thạch, đá cổ thạch. Xong rồi đi tiếp ra Nha Trang thì phải thì lên cái bãi đá đó xong đi kiếm quán ăn. Vô cái quán đó kêu canh chua. Người ta làm cho món canh chua cá đục. Cái món đục ăn cũng rất là ngon. Giờ lúc đó cũng đói bụng chưa ăn món lạ miệng nữa. Với lại một phần quan trọng nữa là người ta nấu ngon. Xong rồi bữa nay là nấu lại món đó nha. Đi cá thêm cặn bạc hà nữa, bỏ vô cá như chút đi. Đây là cá bóng đục, nó giống như cá bóng cát. Nhưng mà nó đục, cá bóng cát mình nó trong. Cá này nó hơi đục đục. Chắc gọi là cá bóng đục. Đục đục là cá bóng đục. Hơi đục đục là cá bóng đục. Trong trong là cá bóng trong. Trong đông, trong trong thì lại gọi là cá bóng cát. Dạo trường dạo như cả canh chua. Canh chua thường ăn với cá kho. Không có ăn với món mặn, còn này ăn với món xạo hay chết chết à. Cơm với cà chua. Xào cho nó thơm. Tình hình là cái máy này nè, nó bị lõm xuống ngay giữa. Tại do hồi đó ba kêu lấy cái cây cao mà nhằm ngay cái đọt. Cho nên nó bị mục. Nó mục với cái chân. Cho nên nó bị sụm xuống. Cái hai đầu nó bị cụp xuống. Mình mới mua được cây sắt. Để hôm nào suy nghĩ cách để mà thay nó vô. Đây là dầu trường, đây là dưa cải, ớt chuông, củ hành tây nữa. Dưa trường này mới luộc xong cho nên bốc khói. Đây chắc mình nấu canh chua ăn không ngon bằng ngoài đó, tại vì cá nó không tươi bằng. Đúng rồi, ở ngay đó là cá ta mới bắt lên nấu ăn liền. Bạc hà, đậu gồng, đậu bắp, giá, khóm, cà, đồ cũng mấy thứ ha, nhiều ha. Mình bỏ nó tắt ra.
miếng này nêm vô trước này, nêm dễ dễ. Thiếu ớt nha. Ớt có gì mà bỏ vô mắt trong. Mắt trong hả? Xong rồi canh chua. Chứ cái này xào hộp vịt ăn cũng ngon, không cần vào trường. Hồi đó rất là thích ăn dưa cải xào hộp vịt luôn. Ngon. Dưa cải xào hộp vịt, dưa cải xào dồi chiều. Dưa trường này hơi bự ha. Đâu bếp phụ đi gu con ngủ rồi. Giờ đâu bếp chính nấu rồi. Bữa chị giới thiệu mà. Thôi xuống rồi. Đột nhiên không buồn ngọt không thấy hết trời. Xuống rồi không lên nữa đâu. Nấu ăn không dành mà. Biết chánh gì thì chánh ngay chỗ khác. Chánh chỗ khác thiệt luôn. Ướp vô đây xíu gia vị rồi biết chính giới thiệu nha. Nữa hả? Phải vậy vậy thấy kêu... gia vị gì không giới thiệu trơn. Cái kìa chia ướp miếng tương ớt nè, xíu đường, xíu bột ngọt, xíu dầu hào. Chị đừng có mắt chắc cái chừng nó bay vô người em không có đồ thai đâu. Chạy gì nói thai. Tương ớt, dầu hào, đường, bột ngọt, thả củ hành với củ tỏi băm nhuyễn. Còn này để hồi mình phi cho nó thơm rồi cũng ướp vô luôn. Ướp mới tỏi sống mới phi. Vậy là ăn được rồi đó. Ôi. Để chứ cái dầu trường luộc chín rồi. Thôi. Không xào không cháy gì luôn. Sao ăn. Nó chín rồi mà. Thôi, nhưng mà mình ướp gia vị đồ vô nè. Không phải làm lại chứ. Cuối cùng phát sinh thêm món nữa. Khô một nắng, khô lù đù một nắng, chiên khô này phơi nhà. Mần ra rửa sạch ớt muối phơi khô một nắng. Cái này ngon. Ủa. Ừ. Cái tao biết ăn nó ngon. Này cái này giống như cái khè. Khè. Được chưa? Cái mần cá bóng đục. Cái chú này thấy vậy nó xào với kìa. Nay trời sáng chỉ mưa đen hết mà không mưa nổi nè. Tưởng đâu nay mưa bình địa luôn rồi. Đen thui hết trơn. Đi chợ không có đường về luôn.
giờ đâu biết phụ đi ra chỗ khác rồi, mình vô. Xong một món nữa. Rồi. Ra dĩa bàn số 1. Dĩa nhiêu? 10.000. 150. Món cá chiên này chỉ còn 4 con nữa là xong. 4 con lý nặng. Cái này chiên mỡ nha. Mình thích chiên dầu. Thích ăn món này, hôm nay ăn thêm món này nữa. Món này cũng rất là ngon. Mời quý cô chú anh chị các bạn thưởng thức bữa cơm cùng gia đình nha. Mời anh hai ăn cơm. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm trưa với gia đình nha. Nhà là ngon như gầm nhà. Sáng hồi nào? Ở để ăn thử làm quá ngon. Mình cho ăn heo cả quá ngon. Ba quá ngon không? Quá ngon chị Vinh. Quá ngon. Tôi ăn ơi. Không mình nhậu cũng ngon lắm. Mình nhậu cũng ngon nữa hả? Làm đồ nhậu. Làm như bẩn nhậu à? Để một bia uống nè. Thử cá đục qua. Ngon như ngoài kia không? Ngon. Nói mà thử là tươi lắm. Mẹ ăn cơm mẹ ơi. Ngon. Con cá canh chua mình không biết chua mà ở ngoài kia. Cái chua nó nặng giờ tắt vô. Quên mà. Nó ăn chua. Cái cơm đó. Quên. Còn miếng tôm khô mã hành á, mình bỏ vô luôn thơm á. Thành khô quẹt luôn. Mỗi giờ mình chưa á, chưa khô à. Bóc còn ngon. Như cải. Ăn rồi tôi bẻ vừa chú. Có gì cứ kia bà tử luôn. Đập cái chén. Cá nó canh cũng ngon chứ. Ngọt thịt luôn. Không có vitamin. Ngon.
Vậy nấu giòn tẹo ha. Đó, dạ tống gì lâu lâu cũng có bán. Còn bự hơn này nữa. Mang tèo hèm thịt nướng à. Mấy cái người đi câu á. Câu trong láng xin vô câu á là câu cá này nè. Hỏi mấy ổng nói câu này kia. Ngủ với đó còn 2-3 ngày. Không ăn đêm thôi. Gợi nhận đứa ghiền chết. Đi câu cá anh Thân đi theo vợ bé. Anh nói ghiền anh đi dân câu mà. Đi câu gì mà mấy ngày mấy đêm. Vậy không có con cá nào hết trơn. Bữa nào trốn vàng vợ anh tin. Bữa nào không có cá đi xách thùng thông về thấy rồi. Dám tiền về rồi sao? Khi câu có rồi tôi bán. Bán hết. Ra chợ mua ký bỏ vô. Người ta câu đâu người ta bán đó hết trơn. Đâu ra ai xách cá gì vậy? Đủ mà con vợ chửi. Tại vì mỗi người cá có cá đi ăn đêm cho nên phải câu ăn đêm. Mỗi ngày câu cá khác. Chứ không phải là câu con cá hoài dính hoài. Nước nữa. Đi theo con nước. Con nước là mềm. Mẹ vô chôn không ăn. Cái nào bé nào cứng thì không có nước à. Cái này là giòn. Cứng. Cái tròn tròn là mềm. Cái tròn tròn mềm. Giòn. Mấy ăn được. Nếu két vừa thì ra chạy với năm đó. Rồi mấy cái thịt bò theo. Thấy nhóc kêu đi mua. Lúc trước có con cá nục chuối, cái nục gì á. Nó dài dài á. Trần nó béo, trần do. Ừ, đúng, bữa sau giờ nó thấy bán nữa. Trời ơi. Con một mới đúng. Chứ còn một. Còn một. Sáu này thiệt đi. Nay con ăn trước bắt hai vậy nha. Nãy còn nữa dưới sau đó hà ăn hàn ngon quá trời. Cặp mấy nó sắp rồi nó tóc nữa phí ha. Tóc bao dài. Qua không ăn. À cái chỗ cái bệnh viện á. Ừ. Ngay góc đó. Đó chỗ bệnh viện tèo hết á. Hết vậy la quá trời. Tao mới tập người ta miễn phí mà ra gì vậy. Đó. Đều không có cạo. Đó. Dở tóc cạo xay qua xay lại đứt mà mà thường cạo đứt rồi 2-3 bữa sau cũng mập ra cạo chứ anh muốn muốn hết kiểu nào nó hết kiểu đó hồi đó hả hết nó trắng bát nha. Ừ. Rồi trắng vòng vòng lên tay nó phải ngót luôn nha cạo không phải ngót luôn á bây giờ cộng đơn nó hai mình mát tay rồi nói chuyện ta mới biết mình hết tóc. Bé đâu mà hư hư rồi đó cái ông cái lên nhà mới tóc mà ông người xỉn lắm cạo bằng cái dao cạo chứ không phải cạo người làm đâu biết rồi chuốt mình trên cộng viên lịch á ông ừ. Là trên cộng viên lịch á có miếng da mỗi lần mà hết xong người ta nói về cũng hết xong thôi là bắt đầu ổng có chuẩn bị sẵn cái đèn dầu đó gác gác một cái rồi cũng là ổng dặn nắp cái đèn ra ổng lấy dầu lửa ổng thích dầu dầu lửa hay á dầu lửa hay lắm nha con vậy á lần nào cũng bị không hai vít thì một vít hà nó đau bụng hay không xích dầu lửa không nó sao dầu lửa không ta bụng xích dầu lửa không đâu có dầu gì đâu có như bây giờ đâu có nhộn nít ta bụng cũng lấy dầu lửa xích đâu có dầu gì trên đường con nóng lạnh nhất đầu thì mua đầu cắm tán ngoài cắm tán hai thứ khô là mày muối mặn quá mặn hả ừ.
Sao ăn con này mặn quá. Chắc nó nằm dưới này sao. Ừ. Con nãy không mặn mà con này mặn. Con này ăn hay con vừa ăn? Giống cá lóc nè. Con nằm dưới. Ừ. Nó mặn. Muối trộn không đều. Bữa hết tối. Con gãi vô xong rồi chú Tư bỏ vô bọc, bỏ tủ lạnh luôn cho nên nồng. Con nằm dưới mặn. Nguyên cái thau luôn á. Nguyên thao thì con nằm dưới cũng mặn à. Ừ, nguyên cái thao luôn á. Quá sáng không? Sáng rồi. Cái giờ mình phải trộn cho nó. Nó không trộn rồi. Nó phải sắp là trộn rồi. Mây đen bao phủ kín bầu trời. Thì sáng này cũng chỉ mưa một trận nhưng mà không mưa. Được bạn cho trái dừa sáp. Sáp này lắc nước cho nên là nó không có kiểu bằng không có sáp đặc mà sáp lỏng. Cái nước nó lỏng. Trời, cuối cùng trời đã đổ mưa. Cái này sáp lỏng cho nên là mình thu được một tô nước khá là nhiều. Nó lỏng, nó không có đặc như là cái trái dừa mà sáp đặc nha. Sáp đặc thì cái này nó dẻo nhẹo luôn, nó không có lỏng được. Thì cái cơm của trái dừa sáp thì nó mềm. Tuy là nó khô rồi nhưng mà mình nạo lên nó rất là mềm đó. Ăn nó thơm thơm nhưng mà nó lạc, nó không có ngọt gì hết. Mình phải thêm sữa, thêm đường, rồi đậu phộng, nước đá rồi.
hữu của chú anh chị thưởng thức ly dừa sáp mát lạnh nha. Trời mưa này bảo đảm là mát lạnh luôn. Này thiếu đậu phộng vô không thơm dẻo. Cái này phải bỏ sữa. Ông bỏ sữa vô nó lạc nhất nè. Vừa ăn xong dừa sáp thì trời cũng bớt mưa rồi. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn vào video sau nha.